Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cất chùa kết duyên. Hòa thượng vì giúp đỡ tu sửa chùa Tam Duyên nên theo Hòa thượng Phương Trượng bôn ba các nơi mượn xe tìm người vận chuyển vật liệu kiến trúc. Hòa thượng kể: lúc tu sửa chùa, tôi vẫn còn là sa di. Vì giúp đỡ Hòa thượng Phương Trượng tu sửa chùa nên phải ra ngoài hóa duyên. Tuy Hòa thượng không tịnh khẩu, nhưng Ngài nói chuyện không mấy khéo và nói rất chậm rãi. Các vị có nói với Ngài một tiếng đồng hồ đi nữa, Ngài cũng chỉ đáp lại các vị một câu dõn dẹn. Ngài là người không thích nói chuyện. Đi tới nơi nào cũng không biết là Ngài thật có định lực hay giả bộ. Vì Ngài thường nhắm mắt giống như lão tăng đang nhập định vậy. Hai thầy trò đi hóa duyên mà Ngài lại nhập định như thế, thì tôi chỉ có nước phải xuất định thôi. Cho nên đi đến đâu quyên góp, tôi cũng là người nói chuyện. Tôi thường không nói gì nhiều và cũng không khéo ăn nói. Khi hóa duyên tức quyên góp, tôi nói làm sao? Tôi nói thẳng rằng: chúng tôi hôm nay đến nhà của các vị, các vị có biết tại sao chúng tôi tới đây không? Có người hỏi: để làm gì? Tôi nói: vì hòa thượng này là Dương Hiếu Tử mà mọi người tôn kính. Ngài hiện là Hòa thượng Phương Trượng của chùa chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đến nhà các vị, các vị nên sanh tâm hoan hỷ. Tại sao phải sanh tâm hoan hỷ? Chúng tôi hiện đem phước đức tới nhà các vị, cho các vị có cơ hội để trồng phước lành. Vì e rằng các vị không có thì giờ tới chùa tạo phước, nên chúng tôi mới đem phước tới tận nhà các vị đây. Các vị muốn nhận thì nhận, còn không muốn thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng. Chùa Tam Duyên của chúng tôi hiện đang xây cất. Nếu các vị có tiền thì bố thí chút tiền, còn không tiền thì ra chút sức làm công quả. Các người đó vừa nghe tôi nói có Dương Hiếu Tử đến là vội vàng cúi lạy đảnh lễ. Họ vốn không biết lễ lại, nhưng vì đức độ của Hòa thượng Phương Trượng rất lớn, danh tiếng cũng vang lừng, nên đã cảm động đến rất nhiều người tranh nhau phát tâm bố thí những cái khó xả nhất. Người này nói: số tiền kiếm được trong mười mấy năm qua nay con xin cúng hết. Người kia nói: ở chỗ kia con có món nữ trang, chiếc vòng vàng, con cũng quyên cho các thầy luôn. Cho nên chúng tôi quyên được rất nhiều tiền để tu sửa chùa, nhưng vẫn không đủ sở phí. Người Hoa toàn là thích nghe nói lời cát tường, nên nhiều bà có con nhỏ thấy chúng tôi đến nhà quyên góp liền bế con tới hỏi Hòa thượng Phương Trượng: thầy coi giùm đứa bé này có dễ nuôi hay không vậy? Bất cứ bà nào hỏi vậy, Hòa thượng Phương Trượng đều đáp là dễ nuôi. Tôi hỏi nhỏ ngài: thầy làm sao biết được con của bà ta là đứa dễ nuôi mà thầy đều nói là con họ dễ nuôi hết trơn vậy? Hòa thượng Phương Trượng nói: các người đàn bà họ đều thích nghe lời khen, cho nên tôi mới nói điều họ thích nghe đó mà. Tôi nói: như chuyện lúc trước, có một bà hỏi con bà có dễ nuôi không, thầy cũng đáp là dễ nuôi. Ai ngờ đâu, không quá ba ngày sau là đứa bé đã qua đời. Hòa thượng Phương Trượng hỏi tôi: vậy phải trả lời ra sao mới ổn hả? Tôi nói: nếu lại có người đến hỏi con họ có dễ nuôi hay không, thầy cứ bảo họ lại hỏi con là được rồi. Qua ngày sau, lại có người bồng con tới hỏi về vấn đề này. Tôi nói: con bà có dễ nuôi hay không? Chuyện này bà phải tự hỏi mình. Tại vì sao? Thí dụ như con bà vốn trường thọ, tôi cũng nói là nó dễ nuôi thành tài. Nhưng bà không kiêng nể gì cả mà tạo nghiệp, con bà sẽ vì nghiệp bà tạo đó mà bị chết yểu. Lúc đó bà sẽ nói tôi, người xuất gia này nói không linh nghiệm. Nói cách khác, nếu con bà vốn yểu mạng nên tôi nói là khó nuôi thành tài. Nhưng bà tức thời thức tỉnh sửa ác, âm thầm mà làm thiện tạo đức. Như vậy đã tăng thêm phước thọ cho đứa bé, cho nên bà nuôi nó nên người không cực khổ gì. Lúc đó bà cũng sẽ nói tôi, người xuất gia này nói không linh nghiệm. Cho nên bà không nên hỏi người ta ra sao, mà tất cả phải phản hồi lại hỏi chính mình mới phải. Có một lần ở Harbin,
chúng tôi gặp một mục sư người ngoại quốc. Ông nói với chúng tôi, Phật giáo muốn người ta lạy tượng Phật bằng gỗ. Đây thật là điều mê tín, không có lợi ích chi cho con người. Tôi đáp, ông không bái tượng gỗ thì lại có ích lợi gì chứ? Đức cha đó nói, thì không bị mê tín đó. Tôi nói, lạy Phật là giảm bớt tập khí tự đại kiêu ngạo của chúng ta, cũng là cách thể dục hay nhất để tăng cường sức khỏe. Vậy còn có cái gì tốt hơn cái này nữa? Còn như ông nói là mê tín, thì đó vốn là cái danh từ bình thường nhất. Cho nên mê tín là chỉ cho kẻ phàm phu bị mê hoặc. Nếu người đó sanh khởi tâm cầu tin chánh pháp, thì tương lai quyết định sẽ thành Phật, không chút nghi ngờ. Ngoài ra, còn có một loại tín mê, tức là tín mà mê, thường là loại ngoại đạo. Ngoại đạo tuy có tín ngưỡng, nhưng tin theo một cách mù quáng, vô đường tà mà không biết, nên tương lai tạo nghiệp thọ báo không thể nói hết. Còn có một loại là mê bất tín, là chỉ thiên ma. Thiên ma mê hoặc khiến người đọa lạc thành quyến thuộc của hắn mà bài xích chánh pháp. Tất nhiên trong tương lai phải chịu vô biên khổ não. Sau hết là tín bất mê, đó là thánh hiền. Vì tin chánh pháp nên thánh hiền được giác ngộ, lúc nào cũng bát nhã thường minh, chiếu phá hết thảy mê ám. Do quán như vậy nên tin Phật, lạy Phật là pháp môn phương tiện thù thắng nhất. Tôi nhớ lúc bấy giờ ở thôn Đông Tĩnh Tử có một căn nhà nuôi toàn chó bẹt xê rất hung hãn. Dân làng ở đó sợ chúng như sợ cọp, không ai dám tới nhà đó. Chúng tôi đến nhà quyên góp, bọn chó không những không sủa như điên mà còn giãy đuôi hoan nghênh, ngoan ngoãn như các chú cừu hiền lành, khiến cho các người hiện diện ở đó khó mà tin nổi. Lại có ông thợ mộc họ Trương, tôi nói với ông, chùa Tam Duyên hiện đang xây cất, ông có thể tới chùa làm thợ mộc 10 ngày được không? Ông nói, dạ được. Tôi hỏi ông, tiền công là bao nhiêu? Mỗi người 12 đồng. Ông có thể nào trợ giúp trả tiền công cho 4 người không? Ông ta nói, con đâu có nhiều tiền như vậy. Tôi nói, hiện trong túi ông có đó, sao lại không chứ? Ông Trương không tin lời tôi nói, lập tức móc túi ra. Quả nhiên không nhiều cũng không ít, vừa đủ 48 đồng. Ông ta tấm tắc thán phục không ngừng và hoan hỷ cúng hết số tiền đó. Ha ha ha, 问什么的说